10 loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe, bạn nên hạn chế ăn nhé. Đầu tiên đó là thịt đỏ. Thịt đỏ lại chứa nhiều cholesterol xấu. Sử dụng một khẩu phần thịt đỏ chưa chế biến sẵn mỗi ngày làm tăng khoảng 13% nguy cơ tử vong sớm và 20% đối với thịt đỏ được chế biến sẵn. Thứ hai đó là mì ăn liền. Mì ăn liền chứa nhiều chất béo bão hòa, chất bột và ít chất xơ dễ làm tăng mức cholesterol xấu trong máu, dẫn đến tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch. Thứ ba đó là gan lợn. Gan lợn mặc dù chứa nhiều vitamin A và các nguyên tố vi lượng nhưng lại có nhiều độc tố có trong nguồn thức ăn của lợn như chất kích thích, phân bón, thuốc trừ sâu. Hơn nữa, những con lợn bị bệnh như ung thư, viêm gan thì gan sẽ chứa nhiều virus và độc tố gây bệnh hơn. Thứ bốn đó là cá ngừ. Cá ngừ chứa nhiều dinh dưỡng, vitamin, protein, canxi tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có rất nhiều các nghiên cứu chỉ ra rằng do tình trạng ô nhiễm môi trường nên cá có thể bị nhiễm độc thủy ngân, đặc biệt cá ngừ. Thủy ngân là chất có thể gây những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài tới bộ não của bạn. Thứ năm đó là đường. Đường là một loại carbohydrate có thể dễ dàng bị phân hủy trong cơ thể, làm cho mức độ đường trong máu dao động, ảnh hưởng đến hoạt động và chức năng của não. Thứ sáu đó là khoai tây chiên. Khoai tây chiên chứa axit béo thể trang có thể gây viêm nghiêm trọng cho toàn bộ cơ thể và làm phá hủy các màng tế bào ở tất cả các bộ phận. Thứ bảy đó là đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt chứa hàm lượng cao các chất béo, muối, chất bảo quản và đường có khả năng gây hại cho não. Những chất phụ gia này có khả năng gây biến đổi hóa học trong não và dẫn đến rối loạn não, gây ra lo âu và trầm cảm. Tiếp theo là thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa rất ít protein và chứa hàm lượng cao các chất bảo quản cùng một số chất phụ gia có tác động xấu đến não. 9. Đó là thực phẩm có chứa caffeine. Thực phẩm có chứa caffeine có thể gây ra tình trạng mất nước trong não do làm giảm lưu lượng máu trong não và nhiều cơ quan trọng cơ thể con người, dẫn đến việc ảnh hưởng tới khả năng tư duy. Và cuối cùng chính là muối. Thực phẩm chứa nhiều muối gây cao huyết áp, làm tổn thương huyết quản, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho các tổ chức ở não, gây tình trạng thiếu máu dẫn đến trí nhớ bị giảm sút, phản ứng chậm chạp.